Hello mọi người, lại là mình đây. Thì như ở những cái video trước ấy, mình đã giới thiệu cho anh chị em một số cái mẹo và một số cái phương pháp để có thể áp dụng thành công ở trong cái trò chơi này rồi. Và không biết rằng là anh chị em đã áp dụng đến đâu rồi và đã thành công hay chưa. Nếu anh chị em đã áp dụng thành công nhờ những cái mẹo và phương pháp của mình ấy, thì hãy lên đây để chia sẻ đến với tất cả mọi người nhé. Còn ngày hôm nay ấy, thì vẫn tiếp tục ở trong cái trò chơi sóc đĩa ở con game VB77 này. Thì mình sẽ đi tiếp tục vào kiếm cơm gạo ở trong cái trò chơi này nhé. Và một lần nữa thì mình sẽ nói lại hết tất cả những cái phương pháp và những cái mẹo chơi mà mình đã từng nói ở các cái video trước ở trong cái video ngày hôm nay. Là một cái video tổng hợp về tất cả cái phương pháp và các cái mẹo chơi ở trong cái trò chơi này. Thì mọi người hãy cùng lắng nghe và xem hết cái video ngày hôm nay của mình nhé. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào chiến luôn nhé. Hôm nay cái số vốn của mình là 54.13M này. Sẽ củng cố lại một lần nữa cho anh chị em về tất cả cái mẹo và cái phương pháp để có thể áp dụng ở trong cái trò chơi này. Ván này đã về lẻ ba đỏ này. Bảng cầu hôm nay thì đang nghiêng lẻ này, nhưng mà nghiêng lẻ không nhiều. Nó có thể đuổi nhau bất cứ lúc nào. 2 2 1 2 3 4 4 3 là 7. 7 lẻ, lẻ vào chẵn nhé. Lẻ vào chẵn này. Ván đầu tiên 8M nhé. Vào tay đầu tiên 8M để xem có thành công không nào. Ok, thành công ván đầu tiên này. Ván thứ nhất này thì mình đã dùng cái phương pháp là cộng cái tổng điểm ở cái bảng cầu nhá. Tổng điểm phiên trước và cái phiên sau. Tiếp tục này, 3-1 ở đây. 3-1 ở đây. Thường ý, thì những về 3 đỏ và 1 trắng như này thì mình sẽ đánh theo đa số. Nghĩa là ở đây 3 đỏ nhiều thì mình sẽ tiếp tục vẫn vào. Nhưng ván này mình sẽ vào 6M thôi. Ok. Ván này thì mình đã tạch rồi, không sao. Đấy, như mình đã nói thì bảng cầu nó có thể đuổi nhau này. Cách có 4 điểm, 4 ván nữa thôi. 1-1 này. Ok, 1-1, 6 ván này rất có khả năng về tứ này. Ván này sẽ bích nhá, vào 10M. Lót tứ trắng 1M đi. Thì cái đường cầu này cũng rất hay về tứ này. Ok, chuẩn luôn chưa? Quá chuẩn luôn đúng không anh em? Đó là cái mẹo mà mình cũng đã giới thiệu ở trong cái video cũ ở trong kênh của mình rồi nhá. Anh chị em nào chưa biết thì có thể vào xem lại video nhá. Tứ rồi mà bảng cầu lại đang nghiêng về bên lẻ này. Thì có hai trường hợp xảy ra. Một là thường ấy, thì về tứ thì nó hay về sấp đôi. Nhưng bảng cầu nghiêng lẻ thì nó cũng có thể về lẻ này. Nhưng mà mình vẫn để đánh theo cái kinh nghiệm nhá. Thì thường về tứ thì nó hay về sấp đôi. Ván này mình vào 6M nhá. Ok, chuẩn chưa? Về sấp đôi luôn này. Và đến đây thì mọi người có thể thấy là vốn ban đầu của mình mang vào có 50 mấy M thôi, bây giờ lên 84.24M rồi đúng không ạ? Lên vốn nhanh như này là vì cái ván là mình bắt được vị tứ, góp vị chuẩn 1/15. Nên là cái số điểm của mình đã lên rất là cao rồi, chỉ xong có 2-3 ván thôi đúng chưa ạ? Ok, ván này không kịp vào vốn lại về sấp đôi này. Về sấp đôi ván này là 20-21 rồi này. Đúng là bảng cầu đang đuổi nhau chưa? Đúng như mình nói chưa? Và chúng ta có thể dựa vào cái bảng cầu để mà phán đoán được cái đường cầu. Tiếp tục 1-3 ở đây. 1-3 ở đây ở cái bảng cầu này. Ván trước lại tiếp tục hai ván sấp đôi rồi này. Hai ván sấp đôi, 1-3 ở đây rất có thể tiếp tục sẽ về 1-3 này. Mình sẽ vào 6M và lót 3 trắng 1M nhá. Ok, chuẩn chưa? Tiếp tục húp này. Giờ lên 92.69M rồi này. Và đến đây thì như anh chị em cũng đã thấy là mình cũng đã có vượt cái chỉ tiêu như mình đề ra rồi. Bình thường là nếu như mà vốn hơn 50M đấy, mình chỉ cần lãi hơn 70M là mình đã nghỉ rồi. Hôm nay lên đến 92.69M rồi. Thì mình cũng xin phép được dừng cái video ngày hôm nay ở đây. Còn nếu anh chị em nào vẫn chưa biết phương pháp hoặc là chưa tự tin để chơi ở trong cái trò chơi này thì có thể liên hệ qua Telegram của mình. Và mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách bắt cầu cũng như là cái cách kiếm cơm gạo ở trong cái trò chơi này như thế nào để cho anh chị em có thể học hỏi và có thể kiếm cơm gạo một cách dễ dàng nhất ở trong cái trò chơi này nhé. Còn video ngày hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Vì mình cũng đã đủ cái mục tiêu, đủ cái target ngày hôm nay rồi và mình cũng sẽ nghỉ ở đây thôi.
anh chị em chơi thì cũng thế, khi mà đã đúng đủ cái mục tiêu của mình rồi thì mình nghỉ thôi nhá. Cầu có đẹp như thế nào thì không nên chơi tiếp nữa, để bảo toàn được cái số vốn cũng như là cái số lãi mà mình đã kiếm được nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video sau nhé.